tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Đừng ai cản tôi hết. Cậu ơi, đừng có đi cậu ơi. Đừng có đi. Thiệm em. Đừng có đi mà. Nghe lời tôi, đừng có đi mà. Thiệm bình tĩnh đi, không sao đâu. Con muốn qua giải quyết chuyện này. Con không có muốn để như trời vậy. Trời ơi, cậu đừng có làm rắc rối thêm được không vậy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai luật sư của tôi sẽ tìm anh để nói chuyện, bàn thủ tục ly dị. Tôi sẽ đợi. Và tôi cũng nói luật sư của tôi đến tìm cô, bởi vì tôi không muốn gặp các bạn mặt khó chịu của cô. Anh tưởng tôi thoải mái khi gặp anh lắm hả? Tôi khó chịu hơn cô á. Rồi, vậy đi. Khỏi nói nhiều nữa, mai kêu luật sư nói chuyện. Càng sớm càng tốt đi. Tụi bay muốn giết người à? Trong xe của ông còn chất nổ nào nữa không vậy? Cái gì? Bay muốn vu oan giá họa cho tao đó hả? Đừng có hòng. Tao mà có số tấn dở soi mày rồi. Đồ quân khốn nạn. Trời đất ơi, trời. Đừng có nói tầm bậy nha, tôi không bao giờ làm cái điều này đâu. Ông nói quá lời rồi đó. Được rồi, các người ở đó mà đợi. Tôi sẽ báo công an về cái tội mua xác. Trời ơi. Ông đi báo công an đi, tôi cũng đang muốn kêu công an tới đó. Đúng, đúng rồi đó. Này bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Được rồi, chờ đi. Khoan đã. Ông đừng có vô xe. Nhiều khi còn chất nổ ở trọng á. Để tôi kiểm tra cho. Ê, trời ơi, cậu ơi, trời ơi, rủi trong xe nó còn chất nổ, nó nổ sao? Nó nổ thêm một lần nữa là chết á. Trời ơi, cậu Hải. Lại. Cậu Hải. Trời ơi, tụi bay cản lại chân cái coi. Hội mày chắc chắn về những gì đã kể chứ? Chắc chắn mà. Không có một sai sót nào. Chắc chắn luôn. Lần này chắc chắn là tụi tôi đã loại bỏ tình địch của anh rồi đó. Ê, lúc mà tụi tôi mới bước ra khỏi sân đào á, nghe nó một cái đúng. Bông được chế mà nghe nổ đã ghê luôn á. Thật không ngờ tụi mày lại làm được điều ghê gớm như thế. Thế chuyện xảy ra cách đây lâu chưa? Đúng, một tiếng đồng hồ. Thế tụi mày muốn lấy bao nhiêu cho vụ này? Bao nhiêu? Ơ, em yêu. Em đang làm gì đấy? Cho anh yêu em cái nào? Làm sao đấy, bỏ ra. Ơ kìa, anh đang rất vui. Anh vừa nhận được một tin hết sức tốt lành. Tốt nhất trong đời anh luôn. Mình đi ăn mừng em nhé. Mừng chuyện gì? À, thì cũng không có gì cả. Sao, em thích ăn gì anh cũng chiều. Thích mua gì anh cũng chiều luôn. Nhá. Thế bị làm sao không đấy? Bất bình thường á. Không, anh không bị làm sao hết. Anh chỉ rất vui thôi. Em, anh hứa với em rằng từ bây giờ trở đi anh sẽ thay đổi. Anh sẽ là một người chồng thật tốt. Anh sẽ yêu thương em hết mực. Anh không làm gì để em phải phiền muộn hay đau khổ nữa. Anh thề anh sẽ thay đổi. Nhá, em nhá. Thôi nói thật đi, chuyện gì không đấy? Tất cả những gì anh muốn nói với em là anh đã có một kế hoạch rất tuyệt vời cho chúng mình. Em nhưng em không được từ chối, em không được phản đối, em chỉ cần hưởng thụ sự sung sướng mà thôi, nhá. Nhớ đấy, không được từ chối đâu. Thôi, nhanh lên, rồi mình đi ăn. Đi ăn, rồi đi shopping nữa, nhá. Anh đợi. Nhanh lên em, anh đợi ngoài phòng khách, nhá. Đáng sợ quá. Anh có chắc là ông Giá không để những cái đồ dễ gì nổ trong xe không? Tao cũng không hiểu nữa. Mà cũng may là không ai bị gì. Nè, có khi nào mà ông cố tình hãm hại anh không? Mình sẽ báo công an thôi. Ông Giá ông cũng nói như vậy đó.
Mà thật sự tao không thể nào hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này ta. Tôi đã cảnh báo ông rồi mà ông không nghe. Bảo ông đừng gây sự với cái đám côn đồ đó. Tụi nó hãm hại ông chứ gì. Mẹ bình tĩnh lại đi. Phải xem xét cẩn thận nữa. Nhưng mà ba không chịu nổi nữa rồi. Ba sẽ đi báo công an tất cả mọi chuyện này. Trước khi mà ba báo công an á, ba phải xem lại là trong xe ba có chất gì gây nổ không. Đúng rồi. Ba có để đạn súng săn trên xe không? Sao con lại nghĩ như vậy? Khoan đó ông. Ông đã dọn hết mấy cái bình ga trên xe chưa? Nhiều khi còn sót lại nên mới gây nổ đó. Đó đó, ba thấy chưa? Mấy cái chất đó là dễ gây nổ lắm luôn á. Ừ. Chứ anh Hải hại ba để làm cái gì? Người ta đâu có xấu xa như ba nghĩ đâu. Nhưng mà ba không có tha cho nó. Nó đã quyến rũ con, bây giờ bỏ bê con. Ba thề á, là ba sẽ cho nó một học đáng giá. Thím Én, cái sự việc xảy ra sáng nay á thật là lạ lùng. Con nghĩ á là mình nên báo công an để họ điều tra coi sự việc có nghiêm trọng hay không. Đúng rồi đó, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi chỉ sợ là xảy ra một lần nữa thôi, vì mình chưa biết rõ nguyên nhân đó cậu Hà. Mà sáng nay ngoài ông Giá ra có ai tới nhà mình không? À, chỉ có mấy người ở bên công ty Sơn, họ đem mẫu mã mới tới để quảng cáo thôi. Rồi tiếp họ? Hình như là cậu Long với cậu Lân. Cũng may là cái quả bom nó nổ xa cái xưởng tàu. Nó nổ gần một cái nha, coi như là tụi mình chết hết ráo luôn á. Banh luôn cái xưởng tàu. Cô nói làm quá. Cái quả bom có chút xíu rồi làm gì mà nổ banh xưởng tàu. Ôi mệt quá. Bây giờ bom bự hay bom nhỏ không cần thiết. Tối nay đi ăn mừng đi. Đúng rồi đó. Phải ăn mừng mới được. Ăn mừng vụ chết hụt quá. Nè hai anh, tôi có mấy chuyện muốn hỏi. Hồi sáng nay ai giao sơn qua vậy? Tụi em cũng không biết nữa anh. Hai người này lạ quắc à. Họ nói là vô đây để giới thiệu xương mới. Ai ngờ đâu. Nhìn họ sao? Dạ. Thằng mập á thì đầu trọc, thằng ốm thì nhỏ con. Đội nón bảo hộ, xong rồi đeo khẩu trang kín mít à. Rồi họ có để lại hóa đơn không? Dạ không có luôn. Họ nói là ngày mai quay lại làm với nhà mình. Vừa lúc đó ông Giá tới gây sự, nên em cũng không chú ý nhiều lắm. Vô kho với tôi. Dạ. Ủa sao két không vậy? Hai anh thấy chưa? Hai anh tới đây làm việc hay là tới đây để chơi bời vậy hả? Chứ gì nhiều chuyện, lo đi không chuyện của ông Giá thôi. Mà suýt nữa là gây tai nạn cho mọi người ở đây rồi. Làm ai bất tử như vậy? Dạ, tụi em xin lỗi. Tụi em không cố ý. Cái chuyện này á không đơn giản chỉ là tai nạn đâu. Hai cái thằng đó tới đây với đồ xấu nè. Anh, em thấy á, chắc họ hiểu lầm gì đó. Tại vì xe của anh á với lại xe của ông Giá rất giống nhau. Anh Hà, mình đi báo công an đi. Anh bị trả thù mấy lần rồi. Lần trước á, anh bị đánh gục ngoài đường. Tụi em đưa anh về đó, không nhớ hả? Nhưng mà tôi không có bằng chứng gì hết. Nè, tôi không muốn bất kỳ ai trong gia đình lo lắng về chuyện này. Nhưng mà chuẩn bị nghe chưa? Dạ biết rồi. Nhất định á, sẽ làm sáng tỏ cái chuyện này. Tôi biết cách để mà tìm ra sự thật rồi. Sao em không xuống ăn cơm? Có chuyện gì đó không ổn à? Em không đói. Với lại em đang lo cho cuộc hẹn ngày mai. Hẹn với ai? Với anh Giang và luật sư của ảnh. Tụi em sẽ làm thủ tục để ly hôn. Chị hỏi thiệt, em không có muốn ly hôn đúng không? Đúng. Nhưng mà không còn cách nào khác hết. Tụi em đâu có sống chung với nhau được nữa. Ai cũng cần có tự do để sống cuộc sống riêng của mình. Chuyện đâu còn có đó. Đừng có như vậy mà bỏ ăn. Đi xuống ăn cơm với chị. Em không đói thiệt mà. Với lại anh Phát đang ở đây nè. Mẹ mời anh đến dùng cơm đó. Vậy hả? Ừ. Nếu vậy chị cũng không đói. Nè, hai đứa sao đứng đó, đi xuống ăn đi, trễ rồi. Mẹ biết rõ là con không thể ngồi ăn cơm cùng với anh Phát mà. Mẹ mời Phát nó ở lại ăn cơm, bởi vì dù sao á nó cũng là người thân trong gia đình mình mà. Với lại lát nữa Phát nó nói là nó sẽ công bố một số việc có liên quan đến gia đình nhà thằng Hải đó. Các con có muốn nghe không? Mọi người ơi,
Mọi người ăn cơm đi, em không ăn đâu. Ủa, sao vậy cậu? Ăn chén chắc bụng rồi đi. Em đang phải đi gấp lắm. Chắc là cậu Hà có hẹn ăn với đối tác rồi phải không? Dạ. À, hèn gì ăn mặc bánh bao dữ. Thực sự em không muốn đi đâu. Nhất là sao như sự việc sáng nay xảy ra. Em chỉ muốn ở nhà với hai ông anh thôi. Cậu đừng có lo lắng quá. Tôi nghĩ chắc bây giờ họ không dám làm gì nữa đâu. Điều khiến em lo lắng nhất là tại sao gia đình ông Giá lại không gọi điện thoại hay là nói năng tiếng nào hết á. Biết đâu họ đang âm mưu hại ông hai thì sao? Cậu Hà, cậu cứ yên tâm đi đi. Họ không dám làm gì cậu Hải đâu, ít nhất là cho hết bữa hôm nay. Đúng không cô Quý? Em nghĩ vậy đó chị. Cô nhờ hai người ở nhà chăm sóc hai anh giùm con. Được rồi. Dạ. Thực sự lo lắng lắm. Thôi không đi. Cái gì? Bơm á hả? Vậy, mọi người nói là anh em anh Hải đặt bơm vô xe hơi nhà mắc giá hả? Điên cùng, rác rưởi bị đặt trắng trợn à. Thảo à, lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô, nhưng sau khi nghe lời kể trực tiếp của những người làm ở chỗ thằng Hà thì tôi mới tin. Thôi bây giờ vậy đi, hay là mẹ sẽ gọi điện cho cô Dung là sẽ biết hết tất cả. Mẹ cũng cảm thấy lo lắm á. Chứ không phải con ghét bỏ cái nhà đó hay sao? Ba, có khi họ nổ tanh bành sát pháo rồi còn nổ bong bóng con ăn mừng nữa. Ba sao kỳ vậy? Sao lúc nào ba cũng gieo tiếng ác cho con vậy? Ngoại đồng ý với con Thảo. Chuyện nhảm nhí điên khùng, khùng lắm mới tin chuyện đó. Có rất nhiều sự thật rắc rối trong chuyện này. Đầu tiên là thằng Hải đòi hành hung cô Dung, và sau đó ông Giá đòi đến hỏi tội hắn đấy. Ai hại ai? Ông Giá hay là anh? Người không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để hạ nhục ảnh. Thạch Thảo, anh Hải có thể làm bất cứ chuyện gì trừ việc phạm pháp. Việc giết người thì càng không bao giờ mẹ à. Vậy Hải đến đây làm với mục đích trả thù.
khi thấy cái mặt của anh như vậy lắm rồi. Anh không thương mình thì làm ơn thương giùm cho em cái. Nhưng mà tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Đập đầu vào tường đi. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ như đang muốn rời bỏ tôi. Và hình như tôi đang bị trói buộc vào một lời nguyền. Một lời nguyền độc địa nào đó, cô hiểu chưa? Trời ơi, bây giờ là cái thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn lời nguyền? Lời nguyền cái gì hả? Lời nguyền cái gì? Lời nguyền rượu đó, anh uống nhiều quá, anh bị khùng, anh bị nhũn não. Trong thời gian gần đây anh làm cho em hết sức là lo lắng, anh biết không? Anh giao du với cái đám mặt rồi nhìn cực kỳ bậm chợm lạ quá. Anh chơi với chúng nó làm cái gì? Được cái gì? Hả? Đi đâu đó? Tôi đi lấy rượu. Đúng rồi, uống nữa đi. Rồi cho ung thư gan cho chết đi. Ô, anh An, anh bọn mày đến đây làm gì? Tôi đến đây uống vài ly ăn mừng nha anh nè. Chúng mày muốn ăn mừng chuyện gì hả? Trời ơi, ông hỏi gì kỳ cục vậy? À, cái chiến công mà chúng mày mới lập với tao chứ gì? Tao biết hết sự thật rồi. Biết rồi còn dắt được đôi đi nhậu nữa. Nhậu hả? Được. Sao đứng đó? Chưa đi ngủ đi. Tôi đang đợi gia đình ông bà giá qua đây. Tao không tin là họ sẽ bỏ qua chuyện này. Trước sau giờ cũng qua thôi mà. Tao không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ông đang buồn chuyện em với Loli nè. Ngày mai đi gặp á. Bộ mày với nó định ly hôn thiệt hả? Chứ bây giờ làm gì bây giờ? Chắc tụi em hết duyên nợ rồi anh ơi. Còn tao thì sẽ không bao giờ từ bỏ cái chuyện mà giành lại Thảo với lại con trai của tao. Thôi đi nghỉ ngơi đi. Ngày em đi dài quá, mệt quá. Thằng Hà đâu? Nó nói nó đi ăn với ai, tại sao giờ này chưa về? Ai biết đâu. Cái mối quan hệ mờ ám của mẹ con như cô Dung á, khiến cho ngoại nghi ngờ. Rất có thể là hai người này á, đang làm cho mọi chuyện rối tung lên thế nè. Ngoại à, đừng nói chuyện này nữa. Có phải vì lý do đó mà con từ bỏ cậu Hải không? Con không muốn nói chuyện này với bất kỳ một ai khác nữa. Ngoại cũng đã nghe anh Phát nói rồi đó. Con tin thằng đó à? Con không có tin câu chuyện mà anh Hải cố tình giết một ai đó. Nhưng mà còn mối quan hệ của ảnh và chị Dung thì con thấy nghi ngờ quá. Con có chắc điều đó không? Hay là thằng Hải thú nhận với con à? Đâu có dễ dàng như vậy đâu ngoại. Anh lúc nào cũng phủ nhận mối quan hệ của ảnh và chị Dung. Nhưng mà những gì mà con biết thì con tin là ảnh đang nói dối con. Có thể con đã sai rồi đó. Cuộc đời này á, đầy dễ những kẻ ác ý và giả dối. Và họ luôn luôn tìm mọi cách để người khác tin vào lời nói dối của họ. Con hiểu không? Con không thể nào mà dễ dàng tin anh Hải được. Con chia tay ảnh vì những gì mà con biết và con nhìn thấy. Thì con tin là ảnh không thành thật. Ngoại không cố tình binh vực thằng Hải hay là buộc tội ai hết. Ngoại chỉ mong muốn con được hạnh phúc, được bình an là ngoại vui rồi. Vì vậy á, cho nên ngoại cảnh báo con á, là hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định. Mẹ con, cô Dung rồi thêm thằng Phát nữa, cả ba người đều nhúng tay vào cái chuyện này. Cả ba người ngoại đều không tin, vì thế họ có ác ý với con với thằng Hải. Hơi, giờ họ sẵn sàng chia rẽ bất cứ ai làm trái ý muốn của họ. Anh tới đây làm gì nữa? Đừng có tìm cổ nữa. Nên là tôi đi về đi. Thầy Yến đâu rồi? Tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với cổ nè. Nghe lời tôi, đừng có tìm thầy Yến nữa. Đừng có tự chuốc rắc rối vào mình. Tôi không sợ thằng An đâu. Nếu mà cái thằng đó có ở đây thì càng tốt. Biết đâu giờ này hắn ta cũng đang tìm tôi đó.
anh bị khùng hay là đang bị ma ám vậy hả? Nếu như anh An về đây và thấy anh thì anh ấy sẽ nổi điên lên và đánh cho một trận đấy. Trưa nay tôi đã có cơ hội nói chuyện với hai người đó, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là gặp nhau nói chuyện ở đây thì tốt hơn. Nè, giúp tôi xuống nói với họ là tôi đến tìm họ. Anh ta đã chết, anh còn muốn gì nữa? Ta không muốn gì ở cái lũ chúng mày nữa cả. Đơn giản vì chúng mày đã không giết được thằng khốn đó, chúng mày hiểu chưa? Chính mắt tao đã nhìn thấy nó sống sờ sờ kia cả. Chúng mày đã phạm sai lầm rồi. Chúng mày thật là ngu ngốc. Chúng mày làm việc như thế mà dám cầm tiền của tao hả? Thể hiện sự tôn trọng chút đi anh An à. Tôn trọng? Mày muốn tôn trọng? Tôn trọng? Chúng mày cút xuống địa ngục hết đi. Từ giờ trở đi, tao không muốn liên quan đến chúng mày nữa. Chúng mày cút đi khỏi mắt tao. Tất nhiên chúng tôi sẽ cút khỏi mắt anh, nhưng mà chúng tôi phải lấy lại tất cả những gì chúng tôi đã mất quá nhiều vì anh. Giờ anh muốn gì? Anh nói đi. Chúng mày mất gì? Hả? Chúng mày muốn lấy tiền của tao à? Tiền trong túi tao này. Ngon thì đến đây mà lấy. Chỉ có may mắn và phép màu mới giúp tôi sống sót tới tận bây giờ. Em không hiểu ý anh. Anh nói rõ hơn xem. Trong vòng có mấy tuần lễ thôi mà tôi hai lần bị hại như vậy. Không phải chồng cô thì ai chứ hả? Anh có nhầm lẫn gì không đấy? Từ lần trước khi mà chồng cô muốn hại tôi, tôi đã gặp hắn ta, nói chuyện rất tử tế. Cho dù hắn ta chối bỏ không có làm chuyện đó, tôi cứ nghĩ là sau lần đó chồng của cô sẽ bớt đi tính ghen tuông và không đi kiếm chuyện với người khác nữa. Không ngờ lần này hắn ta liều lĩnh hơn, tới tận xưởng tàu của tôi để gây chuyện. Em thề với anh là em đang không biết anh nói về chuyện gì. Có kẻ đã đến xưởng tàu của tôi, đặt mìn tự chế vào chiếc xe hơi của ông hàng xóm là ông Giá đó. Vì chiếc xe đó giống xe của tôi, những kẻ đặt mìn định đặt vào xe của tôi nè, nhưng mà không ngờ nhầm lẫn vào xe của ông Giá. Anh phải tin em. Em không làm gì hết. Nhưng cô chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra những chuyện này. Bởi vì cô lúc nào cũng tìm đến tôi, và chính việc đó khiến chồng của cô ghen tuông và nghi ngờ là cô đang lừa dối hắn ta. Chuyện đó không đúng. Chưa hiểu rõ nguồn cơn mà anh đã xác định như vậy là sao? Đúng là em có đi tìm anh, nhưng anh biết là em luôn luôn cẩn trọng và chắc chắn An không thể biết về chuyện này được. Cô đừng có nói nhiều nữa. Gọi chồng cô lên đây đi. Tôi muốn ba mặt một lời làm cho rõ chuyện này. Bây giờ anh còn muốn mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa à? Em đã nói rồi, bây giờ anh cứ đi khỏi đây đi, rồi chuyện gì em sẽ giải quyết. Cô đang lo sợ đó. Nhưng mà tôi thì không. Nếu như chồng của cô muốn giết tôi thì tôi sẽ ngồi ở đây nè, chờ chồng của cô lên đây, coi hắn ta dám làm chuyện đó không. Tôi sẽ không khoanh tay để mà chồng của cô suốt ngày cứ đi hại tôi và những người thân của tôi nữa. Còn chờ cái gì nữa? Kêu hắn ta lên đi. Em không biết An đang ở đâu. Anh ấy không có ở đây. Anh cứ đi về đi. Tôi sẽ không đi đâu hết nếu như không tìm hiểu được nguyên nhân. Nhung, bà thử gọi ông An về đây cho tôi xem. Ông An làm gì có ở đây mà gọi. Đi với anh Cường rồi mà sợ là tối hôm nay cũng không về đây đâu. Anh Hà, anh đi về đi. Ngày hôm nay chắc chắn là anh sẽ không có tìm được anh An đâu. Được rồi Trinh. Anh Hà, anh phải tin em. Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ thì cô biết rồi đó. Hãy về kể lại cho chồng cô nghe đi. Nếu mà hắn ta muốn tiếp tục hại tôi thì hãy đối diện với tôi như những người đàn ông kìa. Đừng có núp sau lưng những thằng đàn em hèn nhát như vậy nữa. Cô về mà nói với chồng của cô, tôi sẵn sàng gặp hắn ta bất kể lúc nào, bất cứ ở đâu hắn ta muốn. Anh à, buông tay tôi ra. Và nhớ là sau này cô hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Cô chính là nguyên nhân khiến tôi bị rắc rối như vậy đó. Anh An! Anh An! Anh An ơi! Anh có sao không? Hả? Ai biểu anh không cho em đi theo anh làm cái gì?
rối nữa rồi. Không biết là Hải Yến nó có biết là nó đang gặp nguy hiểm không nữa. Cậu thân với Hải Yến hơn tớ. Tớ nghĩ là cậu nên khuyên cô ấy đi. Cô ấy là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện rắc rối này. Này, nói cho cô hiểu. Bởi vì nếu không thì hai người đàn ông đó có thể giết nhau bởi vì Hải Yến đó. Thật sự thì mình cũng không biết là mình phải làm gì nữa, phải khuyên ra sao nữa. Bộ nghe nè. Thôi. Đừng nói gì nữa. Tôi đang quá nhức đầu rồi, tôi không muốn nghe gì nữa. Mọi chuyện là do bồ gây ra mà. Tôi còn đang lo hả? Nếu mà ông An biết được chuyện này, mọi chuyện này còn đi tới đâu nữa. Quá muộn rồi. Lão biết rồi còn đâu. Thiệt á hả? Như vậy là bồ đang lo chuyện này đúng không? Ghê gớm thật. Biết là tôi đi gặp anh Hà rồi còn giả bộ làm thinh. Không cãi nhau, không gây gổ mà đi lẳng lặng đi hại người khác. Nếu mà Lao ấy có tìm cách giết anh Hà thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Bồ đừng có nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn đó nữa. Chuyện đi xa thế này rồi còn nghĩ cái gì nữa. Đi đây. Để tôi đưa bồ về nha. Cứ cho là Lão ngăn được chuyện tôi với anh Hà đi. Nhưng mà với người khác thì còn xét. Giờ này bồ còn đi đâu nữa? Anh hai, chưa ngủ nữa hả? Mày đi đâu giờ này mới về? Hôm anh sao vậy? Vẫn còn đang dày dò chuyện của chị Thạch Thảo hả? Ông đang chờ bên nhà bà Giá qua mà ông thấy qua đó. Ông đang lo lắng à. Nếu mà anh muốn làm sáng tỏ chuyện này á thì anh em mình cứ chủ động qua nhà người ta đi. Tao sẽ không bao giờ bước chân vô căn nhà đó nữa. Làm vậy để làm chi vậy? Mình qua đó mình đâu cầu canh họ đâu mà sợ. Em cũng nghĩ vậy á. Thì có gì thì qua nó đại một lần thôi. Thảo, mẹ muốn nói chuyện với con. Đêm hôm qua con cư xử thô lỗ với Phát như vậy là không được. Mẹ không muốn chuyện này xảy ra nữa. Vậy chứ anh ta nói những lời không nghe được, sao mẹ không phản ứng gì? Mẹ thấy như vậy là không công bằng với Phát. Tất cả mọi người đều chống đối lại Phát, trong khi cậu ta chỉ làm tất cả những việc này là vì gia đình chúng ta thôi. Mà con cũng biết rồi đó, cậu ta chỉ nói về sự thật. Xin lỗi mẹ, đến giờ con phải đi làm rồi. Không, mẹ nghĩ con nên gọi điện và xin phép nghỉ ngày hôm nay đi. Chúng ta sẽ qua nhà bác Giá để tìm hiểu sự thật, để cho con khỏi phải nghi ngờ. Con tưởng mẹ mong gặp chị Dung và bác Giá để nghe câu chuyện đó lắm chứ. Nè, con đừng có mỉa mai mẹ như vậy. Nếu như con không dám đối diện với sự thật thì thôi, mẹ sẽ không ép con. Minh hả? Mình xin lỗi là gọi làm phiền cậu. Cậu cho mình xin phép nghỉ ngày hôm nay nha. Mình có việc rất quan trọng cần giải quyết. Ừ, cảm ơn cậu. Cô đi với ai vậy? Đây không phải là việc của anh. Chỉ có anh Nga mới được phép hỏi tôi câu đấy. Tốt nhất là cô nên cẩn thận, nếu không thì gặp rắc rối. Tôi đã nói đây là việc của tôi, không để lừa anh phải lo. Mà anh làm cái quái gì ở đây đấy? Do thám mà. Anh An không có ở nhà, cho nên tôi đến đây để canh chừng cô. Anh đi đâu? Cãi nhau với đám vô con, bị nó đánh. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện, rất đau đớn và mệt mỏi. Hải Yến đang ở đây à? Dạ. Em nói với cô ấy là đứng ở ngoài để em vô báo cáo lại với anh. Nhưng mà anh cần phải lưu ý việc này. Chuyện gì? Cô ta đi đâu suốt đêm qua, đến sáng mới về. Có chuyện đó thật sao? Mày mà nói sai, tao đánh mày chết. Bao thiệt.
Em thấy cô ta về nhà lúc 7 giờ sáng với một tay đàn ông. Thằng đó là thằng nào hả? Ngồi ở trong xe hơi em không thấy rõ, nhưng mà tối hôm qua nhân viên quán bar có nói với em là thằng Hà có tới tìm Hải Yến. Anh cần phải biết chuyện này mà để canh chừng cổ. Cô chuyện đó thật sao? Anh bình tĩnh, anh đừng có nói gì nếu không cổ sẽ nghi ngờ mình đó. Tôi nói con đứng ở ngoài mà. Tôi không đợi được. Mày đi ra ngoài để tao nói chuyện với vợ tao. Sao? Anh nói thật đi. Tất cả những chuyện này có nằm trong kế hoạch tuyệt vời mà anh đã nói với tôi không? Anh đứng đằng sau mọi chuyện đúng không? Kế hoạch nào? Chuyện gì? Đây chỉ là chuyện rắc rối với bọn cho vay tiền thôi. Đừng có quanh co. Anh có dám nhận là anh chưa từng chạm trán với vệ sĩ của anh Hà không? Ai nói với cô như vậy? Tôi nói cho anh biết, anh đã gây ra quá nhiều chuyện ghê tởm chỉ vì cái tính ghen tuông của anh. Bây giờ anh đừng có nghĩ rằng anh có thể động vào anh Hà nữa. Anh ấy không còn là một cậu bé nghèo yếu đuối như hồi xưa nữa đâu. Anh ta sẽ không bao giờ ngồi yên để đợi anh gài bẫy anh ta đâu. Tốt nhất anh đừng bao giờ tìm cách đến gần anh Hà với cái lũ mặt dô nhà anh. Chính thằng Hà nói với cô như vậy, đúng không? Đúng như thế đấy. Vậy là cô thừa nhận rằng cô vẫn tiếp tục gặp nó. Tôi vẫn tiếp tục gặp anh Hà, có sao không? Trong lúc tôi bị người ta đánh gần chết thì cô lừa dối tôi để đi gặp nó. Hôm qua cô đã qua đêm với nó, có đúng không? Mở ra! Đồ lăng loạn! Đồ điên! Đồ khốn nạn! Con vẫn dậy! Anh, bình tĩnh. Bình tĩnh, nếu không sẽ động tới vết thương. Anh à, cô ra ngoài đi. Y tá đâu? Anh ta mới là người tấn công tôi trước. Anh à, bình tĩnh. Trời ơi là trời! À, ông bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì? Nó hành hung con gái mình, nó hại tôi xém chết, mà thấy không? Bình tĩnh cái gì nữa? Mình đã nói chuyện này rồi. Vụ nổ đó không phải do cậu Hải gây nên, đó chỉ là tai nạn thôi. Tai nạn cái gì hả? Nè, tôi nói cho bà biết nha, bà là mẹ con Dung hay là mẹ của ba thằng này vậy? Bà thấy con bà nó bị người ta hại, bà không có xuất binh ra trong đây hết trơn là sao? Bà, con đã nói với ba rồi, anh Hải anh không có làm gì tổn hại tới con hết á. Không tổn hại con, bà còn ra ông nổi gì hả Dung hả? Băng, em kêu ba vô giùm chị đi, để cho chị với mẹ nói chuyện với bà ảnh. Đi thôi ba, không có sao đâu, anh em họ là người tốt mà. Tốt, tốt quá. Thôi bà. À, mời mấy cậu ngồi. Mấy cậu thông cảm, ông nhà tôi vì bức xúc quá cho nên thiếu kiềm chế. Chúng tôi đã rõ hết câu chuyện rồi, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Anh em tụi con nghe bác nói vậy thì cũng vui lắm. Thật ra thì tụi con cũng không muốn làm hại hay là lợi dụng gì ai đâu. Anh Hải, em lấy làm xấu hổ và hối hận vì những chuyện xảy ra. Bây giờ em không biết làm sao hết. Anh cho em xin lỗi vì đã gây ra cái khó cho anh nha. Chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi không có làm gì để chống lại các cậu hết á. Cái chuyện này kỳ lạ quá, tôi nghĩ là nên mời công an để họ làm việc cho nó rõ. Thằng em tôi nói đúng đó, mình nên hợp tác với nhau, chứ đừng có ngồi đây rồi suy đoán về nhau nữa, không tốt đâu. Tôi nghĩ là mọi chuyện nên chấm dứt tại đây, như vậy cũng quá đủ rắc rối rồi. Chúng tôi cũng không muốn làm gì thêm nữa. Cũng may là không ai bị thương sau vụ nổ. Có thể lỗi là do ở gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi hay đi dã ngoại và mang theo những bình ga để nấu nướng. Chắc là ba tôi ông để quên nên nó phát nổ vậy thôi. Cái lý do ngày nó đơn giản tới mức khó tin đó. Nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy rồi, chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện đâu. Tôi cũng lấy làm xấu hổ vì sự việc đã xảy ra. Anh Hải nè, em xin anh hãy bỏ qua những rắc rối vừa qua nha. Thật tình là em chỉ muốn hai gia đình có thể vui vẻ và êm ấm như trước đây thôi nha anh. Bán họ hàng xa để lấy láng giềng gần mà phải không các cậu? Các cậu nhìn đi, quanh đây cũng không có mấy người đáng đi kết bạn đâu. Và gia đình của chúng tôi
đối với các cậu như thế nào, quý mến như thế nào chắc các cậu cũng đã hiểu rồi. Xin lỗi, chúng tôi không biết là cô đang bận. Cô Thảo, hai người vào đi. Lâu quá mới gặp bà chị. Đúng là gần nhà xa ngõ là vậy. Mời chị vào. Dạ thôi được rồi, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài. Thảo, anh muốn nói chuyện với em. Tôi không dám làm phiền anh. Tốt hơn hết là chúng tôi nên đợi ở ngoài. Con thấy chưa, giữa họ không có vẻ gì là tức tối với nhau hết. Họ đang có một mối quan hệ tốt đó. Thôi, mình về đi mẹ. Sao lại về? Đã đến đây rồi thì phải vào trong đó chứ. Làm như vậy không khác nào chúng ta đang sợ họ hay làm chuyện gì lén lút hả? Không đời nào. Điều này càng chứng tỏ sự giả dối của thằng Hải. Con cần phải đối mặt với nó. Sao mà anh ta có thể làm vậy với bồ được? Từ trước giờ anh có bao giờ làm vậy đâu. Bà mở đấy nhìn thấy anh ta chắc sợ chết khiếp luôn đó. Chắc là muốn bóp tổ đến chết luôn. Bồ thấy chưa, lúc mà anh ta bị thương mà còn làm vậy thì những lúc mà anh ta khỏe mạnh thì sẽ như thế nào đây? Tôi nói thật nha, không phải là muốn dọa bồ đâu, nhưng mà bồ đang gặp nguy hiểm đó. Còn lâu, tôi sợ gì hắn ta. Quan trọng là tôi muốn anh ta để cho anh Hà được yên. Anh có làm gì sai đâu. Nhưng mà bồ đã biết như vậy thì tại sao còn trêu ngươi người ta làm gì? Đừng có thách thức anh ta nha. Ảnh mà nổi điên lên hả, không lường trước được hậu quả đâu á. Đúng là có loại ghen tuông dễ sợ. Chưa thấy ai ghen tuông như ông ta luôn. Nhưng mà anh An anh cũng nghi ngờ đúng chứ bộ. Bồ cũng đang muốn quay lại với anh Hà. Ủa, mời tối hôm qua bồ còn hẹn hò với ông nào mới quen nữa. Định chọc tức anh ta nữa là sao? Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc đấy. Và cũng không phải là lần cuối cùng đâu. Hải Yến ơi là Hải Yến. Thật sự á, không hiểu nổi bồ luôn á. Rồi bồ muốn cuộc sống của bồ nó sẽ đi về đâu đây? Nhiều khi hả, tôi là bạn bồ mà còn không biết bồ là loại người đàn bà gì nữa. Loại đàn bà tệ nhất trong tất cả các loại đàn bà trên thế gian này. Đôi khi tôi không biết là mình là ai hay là mình muốn gì nữa. Nhưng mà tôi không chịu được khi mà anh Hà từ chối tôi, thậm chí còn khinh bỉ tôi nữa. Hồi trước á, thì bồ đối với anh ta giống như rác rưởi vậy đó. Còn bây giờ hả, nổi điên lên cũng vì anh ta. Hết hiểu nổi bồ luôn á. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với anh An? An á, tôi biết là tôi sẽ không bao giờ chung thủy với anh ta đâu. Nên làm một người vợ tử tế với anh ta thì không bao giờ. Làm kiểu ca sĩ theo cái cách mà anh ta kiểm soát tôi thì còn không bao giờ nữa. Tóm lại tôi nghĩ là cuộc hôn nhân này nên kết thúc đi. Sớm hay là muộn ấy, thì anh ta cũng nên chấp nhận việc tôi sẽ ly dị anh ta. Cảm ơn các cậu đến đây. Bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể đến nhà chúng tôi chơi. Chúng tôi rất vui để đón tiếp các cậu. Thảo, anh có nè, chuyện muốn nói với em. Đừng có đụng vô con gái của tôi. Tôi có quyền. Quyền gì? Không biết xấu hổ à? Tôi không có gì để nói chuyện với anh hết. Tôi đến thăm ba mẹ chị Dung chứ không phải đến để gặp anh. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Anh không cần phải lo đâu. Tôi đã biết quá đủ rồi. Anh ăn nỉ em đó. Thôi đi anh Hải. Không phải anh đã gây ra quá nhiều chuyện bê bối rồi sao? Làm ơn giữ lại chút tử tế đi. Mời hai mẹ con vào nhà đi. Đi con. Thảo, chị không biết là tôi vui như thế nào khi chị đến nhà chúng tôi đâu. Mời chị. Đó, tụi mày thấy chưa, muốn giải thích cho người ta hiểu thì mọi chuyện lại rắc rối hơn. Chẳng biết sao luôn. Công nhận là chuyện của anh với chị Thảo khó quá. Cái lúc không nên gặp thì lại gặp. Tao thấy vậy còn dễ hơn á. Tao sẽ giải thích cho cổ hiểu là tao với Dung không có gì hết. Anh muốn giải thích cái gì nữa? Chị Thảo không thèm nghe anh nói đâu. Anh càng nói là càng dở đó. Đúng rồi, càng nói là giống như là đổ dầu vô lửa vậy đó. Không có nên. Anh bình tĩnh đi. Anh đừng có buồn nữa. Để em với anh Giang tính cách cho. Tính cái gì mà tính. Đợi tụi mày tính chắc banh chạnh luôn á. Thôi khỏi đi. Cuộc sống quá mệt đi. Nhưng cũng may là vấn đề được giải quyết êm xuôi hết. Lúc đầu tôi rất giận,
Nhưng mà cậu Hải đã đến đây thăm, làm cho lòng tôi dịu đi được phần nào. Bác cũng là người dễ mềm lòng mà. Chứ biết làm sao bây giờ. Cậu Hải đã đến đây và thực sự rất là hối hận, nói gần như muốn khóc để mong con Dung nhà tôi tha thứ. Tôi đâu còn biết làm gì hơn. Thật tình á, là tôi không thể tưởng tượng được một người đàn ông mạnh mẽ và đầy nóng tính như anh Hải lại có thể nhũng nhặn như vậy. Chỉ thiếu nước á là quỳ xuống xin tôi tha thứ thôi á. Cô Dung nè, chẳng lẽ cô lại dễ dàng tha thứ cho cậu Hải như vậy sao? Vậy chứ con phải làm sao bây giờ? Con cứ nghĩ là con không bao giờ tha thứ được cho ảnh vì hành động lạm dụng và tấn công con. Nhưng mà chỉ vài phút trước khi cô tới đó thì con lại mũi lòng mất rồi. Mọi chuyện giờ tốt đẹp rồi. Anh Hải không chỉ đến một mình mà còn với cả hai người em. Họ đều rất là thiện chí và dễ thương. Cả nhà của chúng tôi rất muốn thằng Hải và con Dung nó quay lại với nhau. Vì dù sao thì chúng nó cũng đã quan hệ như là vợ chồng. Vậy còn chuyện bom thì sao? Tôi nghe kinh khủng quá. Người ta đồn thổi quá đó thôi. Đâu có bom đạn gì đâu. Chỉ là mấy bình ga còn sót lại trong xe hơi nhà tôi đó mà. Xe chỉ bị hư một chút thôi bác. Dạ bác trai không bị sao chứ ạ? Cảm ơn cô. Ông nhà tôi không sao, nhưng mà ông đã bỏ qua hết mọi chuyện khi biết con Dung và thằng Hải nó quay lại với nhau. Dạ con và mẹ qua hỏi thăm bác. Biết vậy là mừng rồi. Mình về đi mẹ. Thảo hả? Thật sự tôi không muốn làm cô tổn thương đâu. Tôi không muốn đánh mất đi tình bạn giữa tôi và cô. Tôi hy vọng á là cô đừng xa lánh tôi nếu tôi và anh Hải tiếp tục yêu nhau nha. Không sao. Mặc dù chúng tôi đã có con nhưng mà vẫn chưa đăng ký kết hôn, cho nên không có bất kỳ một sự ràng buộc nào hết. Anh Hải cũng có quyền tự do lựa chọn người vợ mà anh muốn. Tôi sẽ không bao giờ can thiệp vô những chuyện như vậy đâu. Cô cao thượng quá à. Tôi biết làm gì để cảm ơn cô đây.